Mà nước cạn cạn như vậy là xe còn chạy xuống được mà. Lấy xe mà đây. Ờ, anh ơi cho hỏi thăm, bây giờ nếu mình đi theo dưới lòng hồ thì mình cứ qua bên kia được không ạ? Không, đi qua bên kia là qua xong rồi. À, nó sẽ có những cái rạch nhỏ đúng không ạ? À, nước nó còn lại. Ở đây là đi lên thôi chứ vòng vòng trên đường trên thì qua lại được. Dạ. Tại vì nó sẽ có những cái rạch nhỏ. Dạ, cảm ơn. Đang định đi qua, tại vì nó hướng bên đó là Phủ Lý đúng không ạ? Bây giờ mình đi qua Phủ Lý đúng không ạ? À, không được. Đi qua Phủ Lý giờ phải đi lên cái đường lớn lại. Dạ dạ dạ. Vậy có nghĩa là không đi chơi dưa trong lòng hồ được. Dạ, cảm ơn. Như này đi không có qua đó phải có ghe nữa. Ồ. Qua cái suối cái sông có ghe mới đi qua bên được. Dạ rồi, cảm ơn anh. Rồi, xin chào các bạn nha. Rồi, mình hôm nay mình đi ngang qua hồ Trị An thì mình thấy mực nước ở đây khá là thấp. Thấp lắm. Rồi hầu như là có nhiều vùng là người dân còn di chuyển ở dưới lòng hồ nữa. À, đây, thậm chí mình đang đứng ở đây giữa lòng hồ đây. Ở đây không phải là giữa hồ đâu nhưng mà cũng cách xa bờ cũng khá rồi. Nhưng mà nước cạn như vậy là xe còn chạy xuống được mà. Thấy kinh khủng chưa? Chắc là sau vài trận mưa sắp tới là mực nước hồ sẽ dâng lên cao lại thôi. Rồi bây giờ đang là giữa tháng 5 rồi. Đầu tháng 5, giữa tháng 5 rồi. Rồi xe mình nè. Đó, xe mình đó, đang nằm giữa lòng hồ. Đó. Ghê gớm chưa? Rồi các bạn tiếp tục coi video nhé. Hồ Trị An nha các bạn. Ở đây là khu vực gần đập thủy điện. Đó, lòng hồ mức nước cạn xuống, chơ ra những cái mô đất, các quán cà phê view hồ này. Bình thường đó, mực nước các bạn thấy không? Mực nước là nó sát ngay chỗ mấy cái ngồi đó. Giờ nó xuống. Xuống sâu. Xuống cạn mùa khô. Bình thường dưới này là nước nè. Đó, nước lên tới kia luôn. Xe tải nó còn xuống tới kia đó mà. Ghê không? Thấy nó sâu ghê hồ không? Mình bắt cái gì vậy? Bắt hến. Bắt hến hả? Dạ. Thích quá vậy? Nó bị lúng. Bắt được nhiều chưa? Cho mới lại. Ủa tụi con từ Sài Gòn xuống hả? Dạ. À. Nghỉ hè đây sao? Dạ rồi. À. Thích ha?
Nè. Đấy nè. Quá trời luôn. Có mỏi trong bò cho nó đã không? Đây. Rồi, mấy bạn nhỏ đã đang bắt hến, nghêu, ốc. À, các bạn thấy mực nước nó xuống kinh khủng không? À. Bình thường là mực nước nó nằm tít ở trên cây kìa. Sâu lắm. Mẹ, mỏi trong bờ nằm trong kẻ quá trời. Nhỏ, nhỏ trong. Nghêu sò ốc hến đầy đủ hết. Chắc là tối đến thui các bạn thấy chưa? Rồi, nó cạn chờ đáy luôn các bạn. Nó lòi ra cánh đồng bắt ngát luôn. Đây thấy nè. Khô. Nghêu sò ốc hến phơi nắng chết hết. Cạn khô hết. Nhiều lắm. À, mình đang đứng trong lòng hồ. À, trên kia bình thường là mực nước nó vượt qua cái gỗ mò đất kia luôn. Du lịch hay sao đó, này tàu nó đưa ra qua đảo Ó hay sao á, có một cái đảo Ó làng bè ở trời luôn. Xa xa kia có cái tàu du lịch kìa, chắc là chở khách đi qua đảo Ó chơi. Đảo Ó chắc bên kia rồi. Đây, đảo Ó chắc bên này. Đó, xa xa kia có cái đảo. Rồi các bạn thấy không, mực nước nó xuống, nó lò nhô mấy cái gò đất lên như mấy cái vỏ sò vậy đó. Này thì rất nhiều chỗ để camping ha. Mà mùa này mùa nước cạn, nó camping thì nó cũng không hay lắm. Đây, tàu du lịch à, mình zoom lại. Wow. Trời ơi. Ờ, tắm luôn kìa, đã không? Tắm không? Thank you.
cái vũng này mà lúc mà bơi bơi mà thụt xuống cái lỗ này hết hồn rồi. Lún 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 lún. Bị lún. Rồi. Xe mình chạy vào những cái chỗ mà đất nó còn ướt á. Đây đây luôn. Kia chắc chắn là lún rồi đó. Qua là lợi chắc luôn. Cha mẹ ơi. Lại đó. Đi đường cũ. Các bạn thấy mình đang đứng ở giữa, thậm chí mình chạy xe máy xuống ở dưới lòng hồ luôn rồi. Đây xe mình đây. Okay. Xa xa kia có người dân, người ta di chuyển đi ngang lòng hồ này. Nước cạn, cạn nhiều lắm. Đây có một, còn một dòng suối nhỏ.
mình. Những khúc cây khô chết. Một cửa hàng giữa lòng hồ. Cái này là lúc nước nó lên là mình phải dời lên kia đúng không ạ? Chạy chứ dời. Chạy. Ủa cái này lúc mình có bánh xe nè. Nãy giờ nhìn không ra cái bánh xe. À đây bánh xe nè. Đó, à, tới mùa nước lên là móc xe vô. Là móc xe vô là chạy thôi. Ừ. Chạy về kia xa đất. Từ đây về đó. Lên tới đâu thì chạy tới đó. Dạ. Yeah.